12 đề mục ly ác pháp. 12 đề mục định niệm hơi thở về sau là phần quán ly tham, ly sân, ly si. Muốn ly tham, sân, si, mạng, nghi và các chướng ngại pháp khác đều phải ở trong trạng thái an tịnh của thân tâm thì mới phá năm triền cái và các ác pháp rất dễ dàng, không còn khó khăn, mệt nhọc. 12 đề mục định niệm hơi thở, ly ác pháp và các chướng ngại này gồm có: Một La Mã, đề mục thứ 8. Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra. Khi thân tâm được an trú trong hơi thở vô, hơi thở ra, thì suốt trong thời gian tu tập hơi thở, quý vị thỉnh thoảng tác ý câu này: Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra. Nương vào hơi thở vô ra và tác ý như vậy thì giúp cho quý Phật tử có một nội lực mạnh mẽ, cảm thấy thân vô thường thật sự. Từ đó thân kiến kiết sử bị đoạn dứt. Đây là tu tập đề mục định niệm hơi thở, câu hữu với pháp tác ý các pháp vô thường để diệt ngã xả tâm. Quán thân vô thường có nghĩa là thấy thân thay đổi từng phút, từng giây như thật. Thân không còn chỗ nào là thường còn, bất di bất dịch. Cho nên biết thân vô thường là biết thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Do biết rõ như vậy là nhờ hàng ngày tác ý đề mục thứ 8 của định niệm hơi thở. Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra. Hai La Mã, đề mục thứ 9. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập như đề mục thứ 8, quán thân vô thường, để thấm nhuần thọ là vô thường thật sự, khiến cho khi thân có bệnh tật khổ đau thì tâm không dao động, không sợ hãi. Đó là mục đích của đề mục này. Vậy, muốn tâm bất động trước các cảm thọ thì đề mục này phải cần siêng năng tu tập, không được biến trễ. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với pháp tác ý. Quán thọ vô thường, cảm thọ mà biết nó thật sự vô thường thì quý Phật tử không còn lo sợ khi thân có bệnh. Giả lại thường tác ý: Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra. Và an trú trong hơi thở ra vô, nên bệnh tật tức khắc đã biến mất. Ở đây có ba đề mục định niệm hơi thở gom lại thành một nội lực rất mạnh. Đó là: Một, đề mục thứ 5 của định niệm hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. 2. Đề mục thứ 7 của định niệm hơi thở. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. 3. Đề mục thứ 9 của định niệm hơi thở. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra. Đây là ba đề mục diệt trừ ác pháp cảm thọ, khiến chúng không còn tác động vào thân tâm quý Phật tử được nữa. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Nếu quý Phật tử tu tập ba đề mục này có chất lượng đầy đủ thì không có bệnh khổ nào dám bén mảng vào thân quý vị được. Đây là pháp môn tu tập định niệm hơi thở kết hợp với pháp môn tứ niệm xứ để diệt trừ các bệnh khổ nơi thân tâm của quý vị, lợi ích lớn như vậy cho đời người. Xin quý vị hãy cố gắng tu tập cho thuần thục, đừng tu tập lấy có, chẳng giải quyết được những gì, phí thời gian và công sức. Ba La Mã, đề mục thứ 10.
Quán tâm vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi thở ra. Người ở ngoài đời cũng như các tôn giáo khác, trong đó có Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, vân vân, đều cho tâm này là linh hồn, là Phật tánh, là tánh không, là chân như, là trí tuệ bát nhã, là bản thể của vạn hữu, vân vân. Đó là một sự hiểu biết lầm lạc bằng ảo tưởng. Tâm là một xứ trong tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên quán tâm vô thường cũng như quán thọ hay quán thân vô thường vậy. Hằng ngày quán tâm vô thường để chúng ta không bị kiến chấp linh hồn, Phật tánh thường hằng của tà giáo ngoại đạo. Và luôn nhờ có quán tâm vô thường nên từng tâm niệm sanh khởi chúng ta không bị dính mắc và chấp đắm. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Bốn La Mã đề mục thứ 11. Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi thở ra. Đây là một đề mục tu tập hơi thở trong pháp môn tứ niệm xứ, để thấm nhuần các pháp đều vô thường. Nhờ thế, các pháp đến với chúng ta là chúng ta đều buông xả sạch, vì chúng ta hiểu. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi, có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Các pháp vô thường, buông xuống đi. Đề mục này siêng năng tu tập, khi đã thấm nhuần thì có ích lợi rất lớn. Đó là nhìn các pháp mà không dính mắc, không chấp trước. Nhìn các pháp để tìm lỗi mình, không tìm lỗi người. Tìm lỗi mình để sửa mình, không còn phiền não khổ đau. Tìm lỗi mình để biết thương yêu mọi người. Tìm lỗi mình để mình trở nên người thiện, người hiền, người tốt, người làm chủ được tâm mình. Năm La Mã, đề mục thứ 12. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Theo lời Đức Phật dạy, chỉ cần từ bỏ được tâm tham là nhập vào Niết Bàn, chấm dứt tái sanh luân hồi. Như vậy hằng ngày quý Phật tử thường tác ý câu: quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Rồi nương vào hơi thở nhiếp tâm và an trú như các đề mục trên đã dạy, thì ngũ triền cái tham, sân, si, mạn, nghi sẽ bị diệt trừ một cách dễ dàng trong đề mục này. Khi tâm tham đã được ly ra, thì tâm chúng ta luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Sáu La Mã, đề mục thứ 13. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Nếu tâm sân đã được từ bỏ sạch, thì Niết Bàn ở tại đó. Chỉ cần chuyên tu tập một đề mục này để từ bỏ được tâm sân, thì con đường tu của Phật giáo đâu mấy khó khăn. Phải không quý Phật tử? Như lời dạy dưới đây, Đức Phật đã bảo đảm với chúng ta. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ một pháp, ta bảo đảm cho các ngươi không đi đến lại tái sanh. Thế nào là một pháp? Sân. Này các tỳ kheo, là một pháp, các ngươi hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ngươi không đi tái sanh. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến theo lời dạy trên của Ngài A Nan. Chúng ta chỉ cần tu tập một đề mục này cũng đủ chứng đạo quả giải thoát, chấm dứt tái sanh luân hồi chỉ trong một đời này mà thôi. Bảy La Mã, đề mục thứ 14. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly tham, nhưng ở đây từ bỏ mạnh hơn. Vậy khi tu tập ly được tâm tham,
thì chúng ta lại kế tiếp tu tập từ bỏ tâm tham, thì lại thấm nhuần nhiều hơn và tâm tham sẽ bị diệt trừ. Khi tu tập ly được tâm tham, thì phải cố gắng tu tập từ bỏ tâm tham. Như vậy, quý Phật tử thấy rất rõ ràng, muốn diệt trừ một ác pháp nào trong tâm của chúng ta, đều phải từ dễ đến khó. Từ ly đến từ bỏ là một đoạn đường tu tập để diệt trừ lòng tham dục của chúng ta. Chính nó là gốc sanh ra muôn vàn sự khổ đau của loài người. Mong quý Phật tử hiểu rõ những điều này để nhiệt tâm tu tập, ngõ hầu được ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Tám La Mã. Đề mục thứ 15. Quán từ bỏ tâm sân. Tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân. Tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly sân, nhưng ở đây nó mạnh hơn là quán từ bỏ tâm sân. Nếu người nào bền chí tu tập, chỉ một đề mục này thôi cũng đủ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Ở đây quý Phật tử thấy có hai tâm mà cần phải tu tập xả ly, từ bỏ và diệt trừ, đó là tâm tham và tâm sân. Có hai tâm này mà đã chiếm bốn đề mục tu tập của định niệm hơi thở. 1. Ly tâm tham. 2. Ly tâm sân. 3. Từ bỏ tâm tham. 4. Từ bỏ tâm sân. Bốn đề mục này quý Phật tử tu tập nhuần nhuyễn rồi mới tiến tới tu tập đề mục thứ 16. Chính La Mã, đề mục thứ 16. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Đề mục tu tập này có một sự quyết liệt mạnh mẽ hơn những đề mục trên. Vì đoạn diệt tâm tham ở trên chỉ có ly và từ bỏ, mà chưa làm cho nó tiêu diệt. Tại sao chỉ có tâm tham mà phải ba đề mục tu tập cẩn thận như vậy? Kính thưa quý Phật tử, tâm tham dục là một nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của loài người, như trên đã nói. Vì thế, nó quan trọng đệ nhất trong các pháp ác. Cho nên tu tập tới đề mục này, quý Phật tử phải có sự quyết định mạnh mẽ, không thể lôi thôi với tâm tham dục được. Đây là một pháp môn quyết liệt diệt trừ tâm tham. Vì chính tâm tham dục của loài người mà con người phải chịu khổ đau vô vàn. Đề mục thứ 16 này là một pháp môn quyết định con đường tu tập của Đạo Phật, diệt trừ tận gốc đau khổ. Vậy quý Phật tử hãy cố gắng lên. Đây là pháp môn cứu cánh thoát kiếp khổ đau của con người, mà mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho ai được. Một phương pháp quá đơn giản: quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Cứ như thế nương vào hơi thở, tu tập từ 1 đến 30 phút. Sự tu tập ấy quá dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chỉ còn có siêng năng tu tập là đạt kết quả mỹ mãn. 10 La Mã, đề mục thứ 17. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Đề mục này cũng có một sự quyết định cuộc đời tu hành của mình được hay không được. Nếu một người tu hành mà tâm sân còn, thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ Phật giáo? Phải không quý Phật tử? Sân là một tính rất xấu và cực ác. Lúc sân, nó có thể giết người, làm bất cứ một việc gì. Lúc sân, nó cũng không sợ bất cứ một thứ gì, biết sự nguy hiểm của tâm sân như vậy. Nên chúng ta quyết liệt đoạn diệt tâm sân tận gốc, không còn để một chút xíu trong tâm, phải chấm dứt ngay liền. Chính dứt được tâm sân là niết bàn ngay liền tại đây, đâu có xa gì. Vì tâm sân diệt là tâm tham diệt, tâm sân còn là tâm tham còn. Trong hai tâm này, diệt một tâm này thì tâm kia phải diệt. Biết rõ điều này nên Đức Phật đưa vào định niệm hơi thở 6 đề mục liên tục để diệt trừ tâm tham và tâm sân. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra.
đó là một câu tác ý nương theo hơi thở để diệt tâm sân một cách tuyệt vời. Nếu quý Phật tử chuyên cần tu tập hàng ngày, rảnh giờ nào tu tập giờ nấy, suốt thời gian tu tập một năm, tâm sân của quý vị sẽ bị diệt trừ. Tâm quý vị sẽ như đất, không còn chướng ngại pháp nào làm quý vị sân được. 11 La Mã, đề mục thứ 18. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục phá tâm si. Quý Phật tử phải cố gắng tu tập với đề mục này cho nhuần nhuyễn. Khi tu tập đã nhuần nhuyễn thì không bao giờ có hôn trầm, thùy miên và vô ký đến thăm quý vị nữa. Nếu quý Phật tử tu tập chưa nhuần nhuyễn thì quý vị sẽ bị hôn trầm, thùy miên đánh gục. Hôn trầm, thùy miên là một pháp cực ác đối với những người tu hành theo Phật giáo. Cho nên, trước khi muốn tu tập một pháp môn nào, có thể sử dụng đề mục này trước để giữ tâm được tỉnh táo, không bị những trạng thái si mê xen vào trong lúc tu tập. Nếu quý Phật tử diệt trừ tâm tham, tâm sân ở các đề mục trên, thì đến đề mục thứ 18 này, tâm si cũng đã bị diệt mất. Vì thế khi tu tập đề mục này, quý Phật tử chỉ cần tác ý: quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, là tâm định tĩnh có ngay liền. 12 La Mã, đề mục thứ 19. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục cuối cùng của định niệm hơi thở. Khi tất cả các đề mục trên đều đã hoàn tất viên mãn, thì đến đề mục này là tâm bất động hoàn toàn. Có nghĩa là tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Tức là tâm ở trạng thái không phóng dật. Xưa, Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết, trạng thái này là cứu cánh niết bàn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành cũng đều nơi đó sinh ra. Đây là đề mục thứ 19 của định niệm hơi thở, một đề mục chỉ cho trạng thái niết bàn. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra. Khi tâm ở trong trạng thái bất động niết bàn, thì tâm không phóng dật theo các pháp, nên tâm luôn luôn tự nhiên ở trên hơi thở ra, hơi thở vào. Cho nên câu tác ý: với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra, là chỉ rõ tâm bất động là luôn luôn biết hơi thở ra vào nhẹ nhàng, êm ái, mà không do dụng công chút nào cả. Nếu còn dụng công để tâm biết hơi thở ra vào là chưa giải thoát. Định niệm hơi thở rất tuyệt vời. Nếu người nào cứ theo đúng 19 đề mục của định niệm hơi thở này tu tập, mỗi đề mục đều có kết quả, thì đến đề mục thứ 19 sẽ nhập vào chỗ tâm bất động một cách dễ dàng. Chỗ tâm bất động là niết bàn, là cứu cánh của Phật giáo. Tác ý đề mục: với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra này, cũng như quý Phật tử tác ý: tâm thanh thản, an lạc và vô sự.